Trần Cẩm Tú, xuất thân khủng của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Người Nổi Tiếng 24 giờ. Như vậy, chức vụ Thường trực Ban Bí thư đã được chốt. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã được bầu giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư thay ông Lương Cường đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước trước đó. Ông Trần Cẩm Tú được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động cách mạng, phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam và nền giáo dục của tỉnh Hà Tĩnh. Ông có bề dày kinh nghiệm làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chịu trách nhiệm công tác về kiểm tra, kỷ luật trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961. Ông là một nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trần Cẩm Tú là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có học vị tiến sĩ nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961, quê quán tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được sinh ra và lớn lên tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, trong một gia đình gia giáo. Ông Trần Cẩm Tú có bố từng làm trưởng phòng giáo dục huyện Hương Sơn. Ông nội từng hoạt động cách mạng và được phong tặng chiến sĩ vẻ vang, huy hiệu kháng chiến hạng nhất. Bộ Chính trị đã hoàn toàn tin tưởng đồng chí Trần Cẩm Tú. Ông là một nhà lãnh đạo cao cấp, đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác. Ông đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt, với cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng góp phần vào quan trọng và thành công trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua. Năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông tại trường cấp 3 Lê Hữu Trác I, ông Trần Cẩm Tú thi đỗ và theo học tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Năm 1983, ông tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp và được điều chuyển về công tác tại Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác tại Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh, ông làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp. Ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp năm 1983, ông được điều chuyển về công tác tại Lâm trường Hương Sơn, một doanh nghiệp quốc doanh. Trong quá trình công tác, ông lần lượt trải qua các chức vụ trong doanh nghiệp bao gồm trợ lý, phó phòng, trưởng phòng, rồi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, trước khi ông chuyển sang hoạt động chính trị. Năm 2004, ông Trần Cẩm Tú chuyển sang công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn. Và cùng năm đó, ông được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 của tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2005, tại Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn, ông được bầu làm Bí thư Huyện ủy huyện Hương Sơn. Đến cuối năm 2005, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, ông được bầu làm Tỉnh ủy viên tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4 năm 2006, tại Hà Nội, tại Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10, ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Sau khi Đại hội toàn quốc trong nhiệm kỳ khóa 10, ông được Trung ương bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh và bắt đầu trong công tác kiểm tra, kỷ luật trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 1 năm 2009, tại hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đã đưa ra kết luận của Trung ương thông qua nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác cán bộ Đảng, nhà nước. Ông Trần Cẩm Tú đã được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, ông được bầu giữ chức vụ
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 8 năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công về công tác tại tỉnh Thái Bình, tham gia vào Ban chấp hành Ban thường vụ tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Bình. Tháng 1 năm 2015, tại hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông lại được bầu vào bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, được bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Bình. Ngày 9 tháng 5 năm 2018, tại hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần Cẩm Tú giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bắt đầu từ năm 2018 cho đến nay.